Ngày hôm nay mình sẽ làm món chè khoai môn nha mọi người. Hiện tại khoai môn sau khi làm sạch đó, mình sẽ cho thêm một ít nước dùng vào và nấu. Các bạn sẽ nấu đến khi nào phần khoai môn của chúng ta được mềm. Tiếp theo đó, mình chuẩn bị là một ít nước cốt dừa. Ở đây mình mua một cái hộp giấy nhỏ, nó khoảng 250ml. Đây là loại nước cốt dừa của Nhật nè mọi người. Các bạn sẽ pha các hỗn hợp cho mình gồm có là nước cốt dừa và một ít nước ấm. Tùy theo các bạn muốn pha loãng hay là pha đặc, các bạn sẽ thêm lượng nước vừa đủ. Và chúng ta khuấy đều lên, nó kẹo rất là đã. Các bạn sẽ cho toàn bộ cái phần nước cốt dừa chúng ta vừa quậy vào chung với cái nồi chè khoai. Các bạn đun sôi cho mình khoảng 10 phút. Như vậy thì cái phần nước cốt dừa nó sẽ thấm vào khoai môn, thì chè của chúng ta sẽ ngon hơn, thơm hơn. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ đi quậy bột năng nha mọi người. Mình chuẩn bị ở đây là 2 muỗng bột năng. Công dụng của phần bột năng này á là nó sẽ giúp cho chè của chúng ta được kẹo lại, nhìn nó sẽ ngon hơn, hấp dẫn hơn. Các bạn có thể khoai với nước lạnh hoặc là một ít nước ấm cũng được. Ở đây mình sử dụng là nước ấm. Nếu các bạn muốn chè của mình ăn cứng hơn, ăn kèm với đá thì các bạn có thể cho nhiều bột năng hơn. Các bạn lưu ý ở đây là các bạn sẽ khuấy đều cái phần nước dùng này cho mình nha. Các bạn mà không khuấy thì nó sẽ bị kẹo và nó lắng xuống bên dưới nồi. Nồi chè của chúng ta rất là dễ bị khét luôn. Đây là nồi chè của chúng ta sau khi nấu được khoảng 10 phút. Bây giờ phần khoai môn của chúng ta cũng đã mềm rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cho cái phần bột năng vừa quậy vào. Các bạn lưu ý cho mình nè, lúc này nè, sau khi mà đổ cái phần bột năng vào, các bạn khuấy đều lên cho mình. Nếu các bạn không khuấy đều thì cái nước của nó sẽ bị dấn cột do có bột năng ha. Các bạn khuấy đều thì nó là kẹo luôn, nó đều. Các bạn đun sôi cho mình thêm 5 phút nữa. Đây, sau 5 phút hiện tại cái nồi chè chúng ta đã kẹo nước rồi nè. Nhìn nó sánh đặc, rất là đã luôn mọi người. Rất là thơm cái mùi nước cốt dừa luôn. Các bạn nêm nếm lại. Các bạn có thể cho thêm cho mình thêm một ít đường để chè chúng ta được ngon hơn ha.